Candy Hermosa hoàn toàn ấn tượng bởi diện mạo mới, thời trang, tạo nên phong thái sang trọng, thanh lịch cho người lái. Đèn xe phong cách châu Âu, mặt đồng hồ thời trang. Động cơ 49,5cm khối, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Cốp xe siêu rộng rãi, có viền cao su chắc chắn, phong cách thời thượng với thiết kế cao ráo, sang để chân rộng thoáng, nổi bật nét cá tính riêng. Với yên xe dài thon gọn, hệ thống đèn xi nhan trước sau, chiếu sáng nhạy, nổi bật dễ dàng chuyển hướng di chuyển. Candy Hermosa tiện ích tối đa với bộ gắp chân linh hoạt, tay cầm êm ái, mang đến cảm giác thoải mái khi chạm vào tay cầm. Nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi, dễ dàng sử dụng và vận hành. Ổ khóa đa năng, nắp bình xăng tiện dụng. Candy Hermosa là một sự lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn thỏa sức khám phá, đi vùng lướt gió cùng bạn bè và người thân. Candy Hermosa, sắc màu thời trang, phong cách thời thượng.